khứa cừa lưa thôi, toàn đàn ông đàn an thôi. Đó, mời con mực kìa. Trời ơi, cô gái không nướng nằm giữa nhà giữa cửa. Đấy, chán lắm. Tin chưa? Mặc kệ ai đi qua làm gì làm nhé. Dậy, dậy chưa mực? Á, dậy. Mày nằm đây à? Thôi, thấy không có động tĩnh gì, thôi lại ngủ tiếp đây nha. Ngủ tiếp nha. Rồi, tôi đếm. 1, 2, 3. Tiếp. Rồi, ngủ quá. Hai anh này mỗi anh đi xăm một cô gái đẹp đấy, à, đang xăm bên đây đó, đó là khuôn mặt của cô gái đẹp đang chuẩn bị xăm. Cô bên này là xăm rồng, còn cô của anh bên này là xăm rắn đó. Này là bữa trước anh Vinh mới làm, bây giờ lột mài hết rồi đó bà con, nhưng mà còn da bóng bóng ở trên này nè, đó là da non đó. Bây giờ đang chuẩn bị xăm tiếp, vẽ một đằng xăm một nẻo, đang xăm bàn tay Phật nè.